Mỹ một cây bút rất rẻ mà có võ. Nếu đã từng một lần nghe đến bút mài thấy ánh, chắc hẳn các bạn không thể bỏ qua cây mặt cười này. Nó đúng là bút mặt cười không sai, bởi nó là vui rồi. Vui vì rẻ tiền, vui vì chất lượng tốt so với những cây bút khác, vui vì nếu cầm bút đúng thì bút sẽ cười. Còn nếu cầm sai hướng là sẽ mếu à nha. Chúng mình đã thử nó chưa nào? Các bạn lớn thường hay thích những cây bút nhìn sang trọng một chút và bền chắc. Bút 08 này đẹp, bền, vỏ bằng kim loại, nét cũng thích luôn. Bạn nào thích có thể khắc tên lên thân để không bị chôm nha. Mới đầu nếu chưa viết có thể hơi gợn một chút, nhưng để khắc phục chỉ cần đưa bút nhẹ nhàng là được nha các bạn. Hãy thử một lần nào. Nếu bạn thích hoa văn và ngòi bền chắc thì chọn bút 035 này nhé. Được sơn màu tĩnh điện với 3 gam đẹp mắt, nhìn sáng bóng, ngòi thì bền đẹp. Lỡ có rơi thì cũng không thể hỏng như các loại khác được. Hoặc các bạn lỡ có chọc chọc vào thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên chúng mình cũng nhớ hãy đậy nắp bút vào, vì nó rơi mà thẳng xuống thì chỉ có cười thôi nha. Nên hãy sử dụng cho đúng nét.